Vâng các bác ạ, đến với em Fuji Auto thì các bác lúc nào cũng sở hữu được những mẫu xe mà độc lạ nhất thị trường. Và hôm nay thì một mẫu xe lại về cửa hàng. Con này thì không độc nhưng mà nó hiếm. Vâng, hiếm là vì sao? Vì đây là một mẫu Mazda 626, đương nhiên là rất là hiếm luôn. Con này các bác cứ nói thực sự là cái thị trường thì dòng này nó rất là lành. Và ít người khi mà mua những chiếc xe này rồi sẽ bán lại, vì là những cái xe này nó rất là bền, đi thì chảy cối. Và đây là một dòng xe đến từ thương hiệu Nhật Bản, một chiếc Mazda 626 đời 2000. Vâng, xe cứng và chiếc xe thì mang biển thành phố Nam Định, biển 18A03254. Dòng này thì là một dòng xe phân khúc hạng D rồi. Vâng, sánh ngang những mẫu Camry đời 2001, 2005. Thế nhưng mà những cái mẫu Mazda thì bao giờ cũng được rất nhiều người ưa chuộng, vì dòng này thì máy nó không phải là máy 2.4, 2.2 như dòng Camry, mà nó là chỉ là 2.0 thôi. Và đây là một chiếc xe mà vừa về cửa hàng em, chưa có xì tút xì tát lại. Đây các bác nhìn này, chày xước vẫn còn nguyên này. Đấy, chày xước này. Rồi xước quẹt đây này. Đây là trình độ của bác chủ, bác cái lái này. Đấy, thôi đi ra khỏi nhà bác ấy rồi thì mình mới chê thôi. Chưa lúc đấy thì nói thật các bác chứ, bảo úi rồi ôi chết dở rồi, bác đi quẹt thế này liệu có vấn đề gì không. Nhìn ra xe vẫn không vấn đề gì. Bác bảo hôm đấy anh uống có một hớp bia với hai cục đá rồi, ai ngờ lại lạng ngay vào cái cột vào tường. Thế thôi, cái chuyện đấy là chuyện bình thường các bác ạ. Uống rượu bia vào rồi thì đương nhiên là lái nó không chuẩn. Thế nên em cũng khuyên các bác là đã uống rượu bia thì đừng có lái xe. Một chiếc xe Mazda 626 rất là ngon, vừa về, động cơ máy khô sạch, êm mượt, dòng này thì đi rất là lành. Và mức tiêu thụ nhiên liệu của nó tầm 8 lít trên 100 cây. Xe vừa về, đóng cao tốc 120 cây, không vấn đề gì. Cao tốc ở đâu thì là cao tốc Hà Nội Hải Phòng các bác. Em đi loanh quanh từ Nam Định vòng sang Hà Nam, xong rồi vòng lên trên Nội Bài, rồi đóng cao tốc về đến đây. Mà xe thì rất là ngon, điều hòa mát lạnh luôn. Duy có mỗi điều là sơn di tôn vỏ thì chắc chắn là phải xì tút lại để làm sao mà bán cho các bác được một chiếc xe ok. Máy rất là ngon, động cơ máy 2.0, tiết kiệm nhiên liệu, cũng mức tiêu thụ khoảng tầm 8 lít trên 100 cây. Nội thất ghế da vẫn còn nguyên và sơn si tôn sườn xe đẹp. Đấy, kiểu dáng thì các bác nhìn quanh hai vòng từ nãy giờ với em Fuji Auto thì các bác có thể đánh giá được phần nào xe rồi. Còn về thiết kế con này thì là đã có la răng đúc nha các bác nha. La răng đúc, phanh đĩa hai bánh trước, tăng chống đằng sau, có ABS an toàn. Đấy, lốp thì là dày 2021 thay hai quả trước và hai quả sau là 2019. Đấy, phần thiết kế đầu của xe thì logo Mazda nổi bật luôn. Và các bác có thể nhìn là cái thiết kế này rất là đẹp, kể cả ngay từ cái góc hình này thôi em cũng quá luột là rồi, và kiểu dáng nó rất là thể thao. Bên hệ thống đèn của xe thì mắt hơi nhỏ một chút, không hề to, mắt hơi nhỏ và sử dụng đèn halogen đấy các bác nhá. Xi nhan sườn và nó thực sự là nó cũng hơi bị gọi là vừa một chút, không gọi là luột hẳn thôi. Cái này chắc chắn là em phải về xì tút xì tát lại rồi. Đấy, bán cho các bác là một chiếc xe mới mua về nó như thế vậy đấy ạ. Thế còn đâu thì khi mà xì tút xì tát lại thì chắc chắn là mình sẽ phải làm sao cho nó ngon lành cành đào cho các bác. Đấy, xe rất là đẹp nhá, cứng luôn nhá. Con này thì không có đâm va, chỉ có va quẹt một chút thôi. Đấy, sơn si tôn sườn ngon. Và con này sơn zin của nó bây giờ cũng chỉ còn có 40% thôi. Xe đời sâu rồi, không phải là đời mới nữa các bác nhá. Nên là cũng không nên cầu toàn với cái chuyện sơn zin lắm. Thế còn được cái máy của nó vẫn còn rất là ngon, êm lành. Lốp dòng này thì là lốp Esun. Vâng, lốp Esun và cái lốp này thì nó chạy rất là ngon. Lốp của Salun đấy các bác ạ. Vâng, lốp này thì là 2021. À đâu rồi, cái năm lốp lúc nãy em nhìn đây rồi. À, 2021, đây các bác ạ, 2021 này. Đấy, còn lốp này là lốp 185/60R15 các bác nhá. La răng 15 chấu 15 inch, chấu thể thao. Phanh đĩa, đấy, sơn sườn tôn vỏ căng. Con này thì đảm bảo cho bác là không có đâm đụng. Dòng này cửa rất là chắc chắn. Đấy, cửa dày chắc chắn luôn. Và đi thì nó không phồng phành. Đấy, một mẫu xe Nhật Bản đi rất là lành, không có phồng phành gì cả. À, sơn zin đây này các bác ạ, sơn zin này hơi bạc màu theo thời gian. Tappy thì cái phần này là bác chủ bác ấy tì tay nhiều, thế nên là tappy thì cái chỗ này nó đã bị mòn rồi. Đấy, cũng phải về làm này. Còn tappy này thì đẹp, cái này thì không có chạm chỗ gì cả. Còn kính điện thì hoạt động hoàn toàn bình thường các bác nhá. Tất cả hệ thống điện của xe thì hoạt động hoàn toàn ok.
Và đồng hồ công tơ mét thì lăn bánh là được 29 vạn. Vâng. Đấy, kính điện một chạm luôn các bác nhá. Xe này có một cái là điểm trừ. Đó là bác chủ bác ấy không không dán phim cách nhiệt. Đó là điểm trừ với cái thời tiết nắng nóng như thế này. Đấy, kính điện lên xuống hết rồi các bác nhá. Nội thất ghế này. Các bác nhìn ghế, ghế đẹp luôn này. Ghế da mượt mà, sờ mềm. Đấy. Vô lăng 4 chấu tích hợp túi khí an toàn. Còi to. Trần nỉ vẫn còn đẹp luôn. Trần nỉ con này em đánh giá 7 điểm. Vâng, đánh giá 7 điểm so với trần mới. Cũng được, không bẩn. Vâng. Và cần số thì phải nói cần số như mới luôn. Đấy. Mặt màn hình đồng hồ hiển thị màn HD thôi các bác nhá. Còn các bác thích thì có thể lắp màn full LED cũng được hoặc là OLED cũng được. Nó không đáng bao tiền đâu ạ. Nó chỉ tầm khoảng 3 củ thôi. 3 củ đến 4 củ thôi. Đấy, nội thất bên trong xe thì rộng rãi tiện lợi luôn. Hàng ghế thứ hai thì rất là rộng. Các bác có thể nhìn thấy khoảng để chân của hàng ghế thứ hai đấy ạ. Cực kỳ rộng rãi luôn đấy các bác nhá. Đấy, bên này như thế này. Keo chỉ bao zin các bác luôn. Xe này thì không có đâm đụng nhá. Nên là các bác yên tâm. Bao cho bác là không có đâm đụng gì cả. Lốp 2019 dày khự luôn. Gần như là dày như mới. Và cái bần ba bô lê là vè trong này. Nó còn chưa có mục mọt này. Đấy, chưa mục mọt luôn. Thế còn cốp sau. Cốp sau thì ta sẽ phải mở bằng cái khóa chốt ở đằng trên. Đấy. Khóa chốt trên này này. Đấy, mở nhẹ nhàng. Cốp sau. Hệ thống đèn hậu của xe thì các bác có nhìn ạ, đèn hơi cũ theo thời gian rồi. Đấy, có cũ theo thời gian, không bị ố vàng nhưng mà hơi nứt một chút. Cái này bình thường không vấn đề gì nhá. Và xì tút xì tát nên là ok ngay. Còn nói chung là cũng là một chiếc xe cũ, đời này thì cũng không thể giữ được nhiều như vậy. Đấy, còn sàn bên trong đây các bác nhìn này. Đấy, sàn bên trong vẫn còn tươi. Ở con này thì được dán 3M hết rồi, chống ồn rồi. Đấy, chống ồn cho các bác luôn. Về là các bác không phải làm gì. Còn các cái phần cốp sau đây. Cốp sau thì đều rồi. Đấy, về vẫn phải xì tút xì tát lại, dọn dẹp lên một chút. Vâng. Xe này thì được cái là chất tương đối. Vâng, chứ không hề lỗi lầm. Máy gầm ngon, chủ yếu là khung gầm máy thôi. Chứ còn theo năm tháng thời gian thì có những chi tiết là không tránh khỏi. Đấy, ghế da này sờ rất mềm mịn luôn. Đấy, không bị cứng. Và được cái là dòng này thì rộng rãi. Cái khoảng người ngồi phía đằng sau cũng rất là rộng. Đấy. Keo chỉ này. Chỉ keo đẹp luôn. Bên này như thế này. Vâng, và chiếc xe này thì với cái tầm tiền thì chiếc xe này chỉ bán với cái tầm tiền là 95 triệu đồng thôi các bác nhá. Vâng, thị trường thì những cái chiếc xe này đang bán là 120 cho đến 140. Thế nhưng mà ở em Vũ Duy Auto thì chiếc xe này chỉ bán với cái giá là 95 triệu đồng thôi. Tại sao lại bên em lại rẻ vậy? Vì nói thật các bác, mình mua rẻ bán rẻ thôi. Em mua con này có chưa đến 80, 75 triệu đồng. Dọn dẹp lương cho thầy thợ nữa là hơn 80 rồi. Về bán cho các bác tính 9 năm nhưng thực tế là đến lúc mà chốt cho các bác chắc thì chỉ khoảng 90, chưa được 90. Nói chung là bỏ ra một cái số tiền tương đối khá là nhiều. Nhưng mà cũng không lãi lời được bao nhiêu. Đấy, thế nên là các bác cũng thương tình em Vũ Duy Auto. Làm sao mà ô con này gạt mưa không thấy này. Sao nào? Hay là mình bật nhầm nhỉ? Đúng rồi, gạt mưa không thấy. Cái này sẽ kiểm tra nhé các bác nhá. Gạt mưa là đang chết này. Gạt mưa chết này. Cái này sẽ phải kiểm tra rồi. Xe nó đảo đâu thì đảo, chứ còn gạt mưa là phải ngon. Vâng. Đèn đóm thì chắc chắn là phải kiểm tra rồi. Vâng. Ta sẽ ra xem đèn cùng với khoang lái. Con này bị hỏng gạt mưa nhé các bác nhá. Các bác nhớ dặn em. Đây, đèn này sáng trắng, sáng vàng luôn này. Đấy, kể cả đèn gầm hay đèn pha đều sáng hết nhá. Hoạt động hoàn toàn bình thường. Á chà, đèn này là bị hỏng này. Cái này thì sẽ thay cho các bác. Đấy, bên em thì xe dọn về nó nhiều cái nó bệnh tật lắm. Nhưng mà mình phải dọn đẹp cho các bác để mà bán cho các bác, chứ không thể là để nguyên như vậy được. Bỏ công bỏ sức thôi mà. Vâng, lắp cabo tương đối là nặng. Nhưng mà được cái là máy khô ròn luôn.
Con này máy khô ngon luôn đấy các bác ạ. Đấy các bác nhìn ạ, khoang máy rất là khô sạch luôn nhá. Đấy, động cơ máy 2.0 16 van cam kép DOHC. Máy rất là êm và không có hơi thừa. Đấy, máy ngon lành luôn, ngon lành phở luôn các bác. À, mở ra nào, úi rồi ôi, nhẹ nhàng nào, nhẹ nhàng nào. Ui các bác nhìn này, úi ôi, không có hơi thừa và dầu vàng óng luôn này. Đấy, không hơi thừa, dầu vàng nhá. Và chiếc xe này thì có hệ thống trợ lực lái đầy đủ cho các bác. Đấy, tem sườn này. Các bác nhìn đầu sườn đây này, xe không có đâm đụng, nhìn nó khác ngay. Cứng và không có lỗi lầm. Kể cả ngay từ các phần tay đèn đây nó vẫn còn nguyên. Đấy, lái dầu đầy đủ cho các bác nhá. Và các bác có thể nhìn ạ, vâng, sườn tôn này. Và các bác hỏi là máy còn zin hay không thì thôi thưa các vị là máy này thì không còn zin nữa rồi. Vâng, được bảo dưỡng định kỳ và đi thì tương đối là nhiều. Nên là máy là phải làm rồi. Chứ còn nếu bảo máy zin nói thật các bác trăm con mới chắc được nửa con. Nửa con thì các bác biết là nó như thế nào rồi. Vâng, đời sâu thì phải những người mà đi ít hoặc là ấy thôi, người ta không dùng đến xe. Còn như mình mua xe thì về để đi thì đương nhiên là xe nó chỉ tương đối vậy thôi. Đấy, xe nào của đấy các bác ạ. Nhưng mà bên em có bảo hành cam kết cho các bác luôn. Bảo hành luôn máy cho các bác nhá. Vì con này máy số gầm bệ là các bác yên tâm là bên em đảm bảo hết. Thế nên là những ai mà yêu thích cái dòng xe Mazda 626, đây là một mẫu xe đẳng cấp luôn. Thì các bác hãy alo ngay cho Vũ Duy Ô Tô. Đấy, xe đẹp, khung sườn gầm bệ cứng cáp vô cùng luôn. Và kiểu dáng thì là một mẫu sedan phân khúc hạng D cao cấp. Đấy các bác nhìn này, kiểu dáng nó rất là dài, dáng trường nhá các bác nhá. Lại còn la răng đúc, kiểu dáng này thể thao trẻ trung. Và nói chung là dòng này thì dành cho những bác nào có điều kiện kinh tế vừa phải thôi. Đấy, trời mưa trời nắng thì mình có ô tô để đi. Trời nắng thì có điều hòa. Và trời lạnh, trời mưa thì có ô tô. Tội gì mà không sắm một con xe xịn sò như thế này mà để đi. Và con này thì đương nhiên là cũng chưa hết hạn đăng kiểm nhá. Đăng kiểm đến tháng 10 năm 2022 luôn. Máy ngon, côn số ngọt, gầm bệ chắc chắn. Đấy, cảm ơn các bác nhá. Và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Đấy, xe em đẹp như này không mua thì đã làm gì, phí quá. Vâng, cảm ơn các bác. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.